Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu hiện thực những cái action method bên trong ứng dụng product management của chúng ta. Tôi muốn những action method này sẽ làm việc với một data access layer để có thể truy vấn hoặc cập nhật thông tin. Do đó tôi muốn tạo ra một repository gọi là iProduct repository. Tôi muốn đó là một interface. Và trước khi chúng ta định nghĩa ra những phương thức khác nhau bên trong interface này, chúng ta cần phải định nghĩa ra cái product object của chúng ta. Bên trong product, tôi muốn có một số thuộc tính như sau: ID, tên, mô tả chi tiết và giá tiền. Đây là entity của chúng ta. Và bây giờ bên trong iProduct repository, tôi sẽ định nghĩa ra những hàm mà chúng ta sẽ cần bên trong cái controller. Bước kế tiếp, tôi sẽ viết ra một cái class implement cái iRepository này. Thì để cho ứng dụng đơn giản, tôi sẽ tạo ra một cái in-memory product repository. Và cái subclass này chỉ đơn giản là làm việc với những cái object bên trong bộ nhớ máy tính thay vì phải làm việc với cơ sở dữ liệu. Bây giờ tôi sẽ tạo một số product có sẵn bên trong bộ nhớ để tôi có thể sử dụng. Như tôi sẽ tạo ra 5 sản phẩm. Và bây giờ tôi sẽ hiện thực những cái hàm này. Tôi muốn đổi tên cái repository này thành in-memory product repository cho rõ nghĩa. Bây giờ chúng ta đã hiện thực xong cái tầng Data Access của chúng ta.
chúng ta có thể bắt đầu hiện thực những action method. Ở đây khi một product controller được tạo ra, chúng ta muốn nó sử dụng một cái repository. Bây giờ chúng ta có thể sử dụng cái repository của chúng ta. Ở đây tôi không cần cái input này. Ở cái action method show on products, tôi chỉ đơn giản là tìm toàn bộ những product trong hệ thống của chúng ta và sau đó kêu một cái view để có thể hiển thị những cái product này. Ở view detail chúng ta sẽ tìm một cái product match vào một cái ID và sau đó gọi cái view để mà hiển thị cái product đó. Ở edit product, cái mà chúng ta muốn làm ở đây là khi user click vào một cái link để edit thì chúng ta sẽ hiển thị cho họ một cái trang để họ có thể nhập vào những cái thông tin thay đổi một cái product. Trong cái trang đó chúng ta muốn hiển thị sẵn những cái thông tin của cái product hiện tại để họ có thể dễ dàng thay đổi thay vì hiện những cái text box mà không có nội dung nào trong đó cả. Do đó, chúng ta cũng cần phải lấy cái sản phẩm có sẵn và sau đó hiển thị trong Edit Product. Giả sử khi user đã nhập xong thông tin cần thay đổi và họ click Submit thì chuyện gì xảy ra? Thì lúc đó một cái HTTP POST Request sẽ được gọi về cái hàm Edit Product này. Ở đây chúng ta có thể viết cái hàm này để phân ra giữa hai trường hợp. Khi cái request lần đầu tới là một cái HTTP GET Request thì chúng ta sẽ xử lý theo cái trường hợp này. Còn khi mà một cái post request được nhận được thì nó sẽ làm chuyện khác. Nhưng mà điều đó có thể dẫn tới code của chúng ta phức tạp hơn cần thiết. Do đó tôi sẽ đơn giản là tạo thêm một cái action method nữa có cùng tên. Nhưng mà cái action method đó sẽ nhận vào parameter là một product. Và ở đây chúng ta sẽ gọi hàm update product. Và cuối cùng chúng ta muốn redirect user lại tới cái trang view details sau khi user đã update cái product. Thì có hai điểm cần làm rõ ở đây. Thứ nhất, các bạn thấy cái parameter của action method không những có thể là những cái kiểu dữ liệu cơ bản như là integer hoặc là string, mà nó có thể là kiểu dữ liệu phức tạp, chẳng hạn như là product. ASP.NET MVC sẽ tự động mark những cái route information hoặc những cái post form value vào bên trong cái product này của chúng ta. Cái quy trình đó gọi là model binding. Trong đa số các trường hợp, cái default model binding của ASP.NET MVC là đủ tốt, chúng ta không cần làm gì thêm. Nhưng đối với một số những trường hợp đặc biệt, nếu mà cái class của các bạn ở đây quá phức tạp mà cái default model binding nó không work thì các bạn buộc phải implement một cái custom model binder. Ở đây vì cái class product của chúng ta rất đơn giản, bên trong chỉ chứa một số kiểu dữ liệu cơ bản nên cái default model binder của ASP.NET MVC sẽ làm việc tốt. Cái điều thứ hai cần chú ý là ở cái route engine, ban nãy khi chúng ta đăng ký thì chúng ta không phân biệt giữa cái HTTP GET và cái HTTP POST REQUEST. Nghĩa là nếu một cái HTTP GET hoặc một cái HTTP POST REQUEST mà tới thì ASP.NET MVC sẽ không biết là nên gọi cái hàm này hay là cái hàm này của chúng ta. Do đó chúng ta cần phải nói rõ với ASP.NET MVC là cái hàm nào sẽ phải xử lý cái HTTP GET và cái hàm nào phải xử lý cái HTTP POST. Bằng cách này.
Bởi vì chúng ta đang implement những cái action method, tôi cũng muốn hoàn thiện luôn cái product controller bằng cách hiện thực những cái action method khác, chẳng hạn như create product. Và create product thì chúng ta cũng làm tương tự như edit product. Chúng ta sẽ có một cái hàm create product để xử lý HTTP GET. Khi user vào cái trang này, chúng ta chỉ đơn giản là hiển thị một cái form trống để user có thể nhập vào thông tin của product. Và sau khi user đã nhập vào thông tin và click cái nút submit, thì cái hàm create product mà xử lý cái HTTP POST request sẽ được thực thi. Và trong hàm đó chúng ta sẽ gọi repository.createProduct. Sau đó chúng ta cũng sẽ redirect user tới trang view detail. Bởi vì chúng ta thêm cái action method này vào, chúng ta cũng cần phải thêm vào một cái route. Vẫn còn một action method nữa mà tôi muốn tạo. Action method đó gọi là show product count. Action method này đơn giản là sử dụng repository để đếm toàn bộ tổng số những cái product bên trong cái ứng dụng của chúng ta, và sau đó gọi một cái partial view là show product count để mà hiển thị. Tôi muốn thêm cái action method này vào để một chút nữa tôi có thể demo cho các bạn tính năng partial action. Bây giờ chúng ta đã hoàn tất việc tạo ra những action method cho ứng dụng của chúng ta. Có điều ngay lúc này chúng ta không thể test những cái action method này. Lý do là những cái action method này đều trả về một cái view để hiển thị cho user, nhưng chúng ta chưa implement những cái view đó. Chúng ta sẽ implement những cái view đó ngay sau phần bàn luận về view.